Vâng, cháu chào chú ạ. Xin chào. Vâng, chú cho cháu biết là chú tên là gì và chú đến từ tỉnh nào ạ? Chú tên là Hùng, chú đến từ tỉnh Hòa Bình. Vâng. Chú bị bệnh gì ạ? Chú bị là phát hiện cái đệm L4, L5 thoái hóa. Chú phát hiện bệnh lâu chưa ạ? Chú phát hiện bệnh cách đây khoảng 4 đến 5 năm rồi. Vâng. Biểu hiện bệnh của chú là như thế nào ạ? Nó đau mà tê bì xuống hai chân, hai tay. Nói chung là vận động nó rất khó. Và chú cũng đã đi chữa rất nhiều nơi, kể cả thuốc Nam, thuốc Tây, thuốc Y, Đông Y các loại rồi nhưng mà không thấy biểu hiện nó thuyên giảm. Trước là cháu thấy chú bảo chú có chỉ định mổ phẫu thuật đúng không ạ? Đúng rồi, trước là cũng có chỉ định, nếu mà không tìm thấy từ hôm vừa rồi là xem cái trên mạng này mới thấy, chứ không là cũng đã đi mổ đấy. Con chuẩn bị làm thủ tục mổ ở chỗ Việt Đức ở đây nhưng mà cuối cùng là tạm dừng lại. Mình thấy chỉ đây là lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba là chưa thấy bệnh thuyên giảm, nhưng mà những lần tiếp theo thì là bắt đầu có hiệu quả, mà thấy cái phương pháp thấy chỉ này là nó đỡ bệnh thì rõ rệt. Anh thấy chú cấy chỉ thì sau 3 lần là chú thấy bệnh nó thuyên giảm đúng không? 3 lần, vâng. 3 lần trở đi thì bắt đầu nó mới thấy có hiệu quả. Vâng, thì bây giờ thì chú thấy biểu hiện bệnh của mình bây giờ như thế nào nhỉ? Biểu hiện bệnh của mình bây giờ là đỡ được khoảng 80%. Cái bệnh của mình nói chung là dùng cái phương pháp này thì rất là hiệu quả, mà nó cũng không tác hại gì đến sức khỏe, và vừa dùng có thể là mình dùng thua cả thuốc đông y luôn thì rất là tốt. Cũng chia sẻ với những bệnh nhân mà cũng bị như mình, cũng nên tìm thấy cái phương pháp của bác sĩ Hùng này, cũng dùng là rất hiệu quả, rất tốt. Vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Chúc chú mong khỏe bệnh ạ. Thưa quý vị và các bạn, do lượng bệnh nhân đổ về phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp cấy chỉ rất đông, nên quý vị hãy gọi tới số 098-377-470 để đặt lịch và nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, lợi dụng sự uy tín và nổi tiếng của phòng khám Hải Thượng Lãn Ông nên có nhiều người đã giả danh phòng khám để bán thuốc kém chất lượng. Vậy, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông xin thông báo, hiện giờ phòng khám có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại 16/22A, đường số 6, khu phố X Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 377 470, website cấy chỉ.vn.